Làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu là làng nghề truyền thống nức tiếng lâu đời của Đà Nẵng. Tương truyền thời xưa là sản phẩm được dùng để tiến vua. Có một giai đoạn, sản vật của làng nghề đã không trụ vững khi nước mắm công nghiệp với đa dạng mùi vị đã lấn át thị phần. Tưởng mai một, nhưng ở đây có những con người ở nhiều thế hệ đã không ngừng tìm tòi hướng đi phù hợp, vực dậy thương hiệu của một làng nghề, tìm chỗ đứng vững chãi cho một sản vật mang giá trị của di sản văn hóa vùng biển Đà Nẵng. Phóng sự được thực hiện nhân ngày thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4. Theo lời kể của những nghệ nhân làm mắm truyền thống ở làng Nam Ô, để có được những mẻ mắm chuẩn vị truyền thống thì không hề đơn giản. Mỗi năm dân Nam Ô chỉ ủ mắm hai đợt, nhằm tháng 3 hoặc tháng 7 âm lịch, vì đây là thời điểm cá tươi ngon nhất. Cá phải là loại cá cơm than, được đánh bắt gần bờ biển Đà Nẵng. Ngay khi cá còn tươi sống, dân làng đem ủ trong lu với tỷ lệ 10 cá 4 muối. Người Nam Ô chỉ dùng muối sa huỳnh Quảng Ngãi để ủ mắm vì có độ mặn phù hợp. Nước mắm Nam Ô của chúng tôi nó đặc biệt cái chỗ là bà con ta làm bằng thủ công và truyền thống. Người ta phân loại các cái loại cá ra, chỉ đặc thù một cái loại cá cơm than và người ta thường để trong mát. Ta làm trong vòng 12 tháng quá trình ủ hương, rồi khi ta ra nước ta để khoảng 20 ngày sau ta mới vào chai. Cho nên cái đặc trưng nước mắm nó có vị hương thơm. Cái thứ hai tức là bà con ở đây tức là không bao giờ dùng chất bảo quản. Nước mắm Nam Ô, cá rô xuân thiều vốn là câu nói được người dân Đà Nẵng truyền miệng khi nhắc đến những món đặc sản của thành phố. Suốt một thời gian dài, nhắc đến Nam Ô thì người ta không chỉ nghĩ đến một vùng đất biển trù phú, mà bên cạnh đó còn có làng nghề vang danh khắp ba miền Tổ quốc. Từ bao đời nay của ông bà chúng tôi là cái nghề truyền thống làm nước mắm, nuôi dạy con ăn học cũng như trên cái chán nước mắm. Nhưng mà bây giờ con cái sau này nó lớn, bây giờ nó lớn lên rồi, nó muốn có một cái chương trình mà để phát huy cái làng nghề truyền thống, phát huy lớn. Thì chúng tôi dành mọi sự hiểu biết, tâm huyết để mà trao lại nghề nghiệp lại cho con. Trẻ là năng động, kết hợp thêm khoa học kỹ thuật nữa. Thì tôi hy vọng rằng với cái sự hỗ trợ của nhà nước thì hy vọng rằng là một ngày nào đó cái truyền thống làm nước mắm của làng Nam Ô là sẽ đi khắp cả nước. Không những ở trong nước mà vươn ra ở nước ngoài nữa. Anh Bùi Thanh Phú, chủ thương hiệu nước mắm Nam Ô Hương Làng Cổ cho biết, Tết Quý Mão vừa qua, cơ sở đã chuẩn bị 8.000 lít nước mắm thương phẩm để phục vụ người tiêu dùng, tăng 2.000 lít so với Tết năm ngoái. Bên cạnh đó, cơ sở cũng đầu tư mẫu mã mới, túi quà tặng và tích cực quảng cáo trên các trang mạng xã hội, thương mại điện tử, trung tâm thương mại nên sản lượng và sức mua đang tăng dần. Mong muốn mà lớn nhất của chúng tôi á, là người dân Nam Ô có thể làm giàu bằng chính cái công sức, cái tâm huyết của ông bà để lại, cái nghề nghiệp của ông bà để lại cho người dân. Người dân từ có thể tự làm các công việc và tự mua nuôi sống bản thân và gia đình. Chúng ta phải chủ động và chúng tôi mong muốn là giữ cái không gian làng chòi, giữ được cái câu chuyện vùng biển, giữ được quê hương cho các thế hệ trẻ hơn. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, làng nghề mắm Nam Ô hiện có 64 hộ gia đình là hội viên sản xuất, trong đó có 10 cơ sở chế biến nước mắm có quy mô tương đối lớn, có 17 cơ sở đã đăng ký thương hiệu riêng, các hộ còn lại làm theo mùa vụ. Sản lượng nước mắm tiêu thụ trung bình từ năm 2020 đến nay đạt 250.000 lít một năm, tăng hơn 4 lần so với thời kỳ năm 2015. Ngoài ra, làng Nam Ô còn có một số sản phẩm khác như mắm ruốc, mắm ngắn ngày, cá khô các loại, bình quân đạt từ 25 đến 30 tấn một năm, với tổng doanh thu trên 5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 220 lao động. Hiện nay, thương hiệu nước mắm Nam Ô đã được đăng ký logo, nhãn mác tập thể tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016. Đến nay, đã có 3 thương hiệu của làng nghề được công nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố là nước mắm Bình Minh, nước mắm Hương Làng Cổ và nước mắm Nam Ô Hiệp Hải.